làm mẹ đơn thân có nhiều nỗi lo lắm. Tao hy vọng là mày sẽ cân nhắc thật kỹ. Anh Khôi cũng chưa muốn ly hôn mà mày cứ nặng nặc lên. Không ly hôn á thì khổ kiểu khác. Đến đau đớn ghen tuông mà ta cũng không có tư cách làm chuyện đó một cách đàng hoàng á thì quá là kém cỏi rồi. Nói chung tình cảm đến từ một phía thì bất hạnh lắm. Mà mày đã bao giờ yêu đơn phương ai đâu mà biết được. Chẳng thế à? Ngày xưa thì Trung thích mày, bây giờ ở công ty thì lão Quân kia. Nào stop nha. Còn tao ấy, tao thích Trung thì Trung thích mày, tao yêu Khôi thì Khôi lại yêu người yêu cũ. Tình cảm của tao lúc nào chỉ đến từ một phía thôi. Còn nhớ chơi ngoài không chạy yên tĩnh nhá. Vâng ạ. Này chú em, đang đi chơi đó, tươi tỉnh vui vẻ lên. Vui làm sao được, sau đợt này về bọn em ký giấy ly hôn đấy. Vai ơi, ra chụp ảnh với tớ này. Ok. Sao đây? Nếu mà bọn em quyết định như vậy rồi thì đành phải chấp nhận thôi. Nhưng mà nói thật, anh cảm thấy tiếc cho hai đứa đó. Rồi sớm muộn gì một trong hai cũng sẽ cảm thấy hối tiếc cho quyết định này thôi. Anh vẫn cảm thấy Vi là cô gái rất tốt. Sau khi ly hôn chắc chắn sẽ có một anh chàng tốt hơn em đến với Vi. Anh đang an ủi em đấy à? Anh nói sự thật thôi mà. Dạ vâng, cảm ơn sự thật của anh. Còn hơn anh ấy, sao ngày dán mắt vào cô Hạnh kia. Lúc đầu tưởng kỳ thị người ta lắm cơ mà. Anh dán mắt vào Hạnh á? Chứ còn ai nữa. Anh cho em gửi đề phòng ạ. Cảm ơn nha. Chối thế nào được. Nếu em nói là em có tình cảm với anh thật ấy, anh có tin không? Gì ra thần mãi thế? Em đừng có đùa anh. Không anh tưởng thật. Ừ. Em sẽ không dành tình cảm cho một người không yêu em đâu.